Này. Trong mình cái đèn ở đây là một bức chạm ngọc đèn. Đèn soi đá. Bức đá này chúng tôi làm chạm tay. Vàng làm tay nhé. Bức rồng nhá, bức chạm này là bức chạm theo tay nghề Trung Quốc, và đây là bức ngọc dết xanh. Này thì đá khách hàng gửi đến, không phải sàn của tôi quay lại cho anh chị xem thôi. Nếu mà anh chị thấy cái bức này mà nó ok thì tôi sẽ nhập hàng này về cho anh chị, hàng của bên Đài Loan người ta làm. Xin chào anh em, tiếp theo một cái sản phẩm nữa. Trên tay tôi đang là một cái mặt dạ đồng hồ của đá sa cừ anh chị nhé. Đây là đá sa cừ. Cái dây này thì bằng bạc. Cái anh khách hàng này là cái anh khách hàng thân quen của tôi. Chuyên có những cái loại này. Hôm trước anh đã có cái mặt của đá sa cừ xanh ấy mà chúng tôi làm cho cái thiết kế của châu Âu á, chắc anh chị vẫn còn nhớ đúng không? Thì cái sản phẩm này làm bằng bạc, mô phỏng cái dây đồng hồ. Nếu mà sản phẩm làm bằng vàng ấy thì cái chi phí sản xuất sẽ rất là cao, tại vì cái sản phẩm vàng thì chúng ta đánh bóng khó hơn bạc rất là nhiều, và cái vàng thì cần phải chi tiết hơn. Bạc thì chúng ta đánh bóng như cái tầm như thế này là cũng tương đối, tại vì cái vấn đề bạc nó khá là mềm. Chúng ta có làm tinh xảo hơn nữa thì sau khi một thời gian sử dụng nó cũng sẽ bị thay đổi. Một cây 66, cái khóa. Cái mặt này thì chúng ta có thể sử dụng nhiều loại đá khác nhau để dùng. Tuy nhiên nếu loại đá khác đẹp hơn thì tôi nghĩ là anh chị nên thay đổi chất liệu. Tại vì chúng ta tốn công vào cái này cũng khá là nhiều, làm chất liệu nó tốt hẳn lên. Thế còn sản phẩm cùng với nó là một cái bình tài lộc. sử dụng vàng 10K417 thì tôi làm hai cái tai của cái sản phẩm này. Và chúng ta đã sử dụng hai cái chốt vàng xuyên qua đá để anh chị rất yên tâm với việc là nó rất là chắc chắn, không bao giờ rơi được đâu, rất là chuẩn. Chi phí giảm thấp nhất cho vàng thì chúng tôi đã làm nó gọn nhẹ lại, không cần bọc hết cả cái này làm gì cả, ta bọc một phần thôi. Đây là một cái sản phẩm bằng thái anh tóc vàng. Hình như là trong văn phòng tôi mình chỉ có một cái bình này thôi nhà dọn nhà, đúng không? Mình chỉ có một cái thôi. Đây là một cái tác phẩm mang tính chất là cũng không còn nữa. Còn nếu mà anh chị nào cần muốn làm thì tôi đặt hàng, thì anh em tôi bắt đầu lại thi công lại cái sản phẩm này. Khá là to. Đấy, hôm nay thì xong 3 sản phẩm nhá, gửi đến anh chị. Cái đá sa cừ này là một cái loại đá nó đem lại màu sắc rất là nhiều loại, nó có kẻ màu xanh, màu vàng, màu xanh dương. Và hôm cách đây 3 hôm thì một bạn khách hàng của tôi cũng muốn đặt cái mặt giống cái mặt đó, thì tôi đang tìm đá cho bạn đấy, nếu mà tìm được xong thì tôi sẽ báo. Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin chào tạm biệt anh chị. Chúc anh chị một buổi tối thật nhiều niềm vui nhá. Xin chào, bye bye.